Kính thưa quý vị, hàng ngàn người tham gia đạp xe đạp khỏa thân tại Portland, tin từ Portland, Oregon. Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng ngàn người ở Portland đã cùng đổ ra phố để tham gia sự kiện đạp xe đạp khỏa thân thường niên lần thứ 11 với mục tiêu quảng bá việc đi xe đạp như một biện pháp thay thế cho xe hơi. Trong trạng thái không mảnh vải che thân, những người đi xe đạp đã cùng đổ ra đường để tham dự sự kiện, trong đó có cả một phụ nữ đang mang thai. Những người tham gia đã xuất hiện tại công viên khoảng một tiếng trước giờ khởi hành, nơi mà họ trút bỏ quần áo và chuẩn bị cho một cuộc hành trình đạp xe. Không giống như những thành phố khác, sự kiện tại Portland được thực hiện bởi sự giám sát của cảnh sát địa phương và được xem như là một cuộc biểu tình. Những người dân trong khu phố đã đổ ra đường để theo dõi sự kiện, nơi mà một ban nhạc diễn hành, các vũ công và một nhóm rock khỏa thân đã biểu diễn để khởi động cho cuộc hành trình. Sự kiện đạp xe đạp khỏa thân được tổ chức tại hơn 75 thành phố ở Hoa Kỳ và hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sự kiện của Portland được xem là có quy mô lớn nhất với hơn 8.000 người tham dự hồi năm ngoái.